Trong video trước khi mình hướng dẫn các bạn cài Genshin Impact trên những chiếc MacBook M1 của chúng ta bằng những phần mềm Play Cover, thì với phần mềm Play Cover ấy thì chúng ta có thể chơi được rất nhiều các tựa game mà trên iOS mà bình thường chúng ta sẽ không thể chơi được, ví dụ như là PUBG Mobile, Call of Duty hay là Free Fire Max, PUBG hay là TFT, tất cả tựa game iOS gần như là chúng ta có thể chơi được trên chiếc MacBook M1 này. Nhưng mà trong video đấy thì mình lại hướng dẫn các bạn chơi Genshin Impact bằng những chiếc tay cầm của chúng ta. Còn trong video ngày hôm nay, vì mình nhận được quá nhiều yêu cầu rồi làm thế nào để chơi bằng chuột bàn phím, thì video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn là chúng ta làm thế nào để gắn nút keymapping cho phần mềm Play Cover để chúng ta có thể chơi được các tựa game khác nhau bằng chuột bàn phím một cách mượt mà nhất. Các bạn hãy cùng xem trong video này nhé. Mac One số 1 về Mac. Khi mà mình đã vào game rồi ấy thì mình hay để full màn hình. Với hotkey mình hay dùng là control command cộng F và chúng ta sẽ phóng to màn hình. Thì cái đầu tiên các bạn sẽ cần lưu ý giúp mình đó là cái nút option. Các bạn thấy không, khi mình ấn nút option thì cái con chuột của mình nó hiện ra. Mình ấn nút option một lần nữa thì con chuột của mình lại biến mất. Đây là một cái điều đầu tiên các bạn sẽ cần lưu ý khi phải chuyển đổi giữa hiện chuột và không hiện chuột rất là nhiều. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai đó là phím tắt control cộng P. Chúng ta control cộng P này sẽ mở ra giao diện key mapping. Và ở trong phần này thì như các bạn thấy này, mình đã setup sẵn tất cả các nút ở đây rồi. Thì mình sẽ nói qua một số cái nút mà mình hướng dẫn setup nhé. Cái phím tắt đầu tiên để tạo ra một nút ấn đơn ấy là command cộng N. Các bạn ấn command cộng N nó sẽ tạo ra một phím tắt đơn. Nó chui tít ở trên đây rồi. Nó không được thông minh thôi lắm. Control cộng N sẽ tạo ra một cái ô đen như thế này này. Ở giữa có cách tên của phím. Thì các bạn di cái phần này vào cái phần các bạn muốn để cho nó setting. Hoặc là các bạn di giống mình ấy, mình thấy cách setup của mình cũng khá là ok đấy. Khá là ok, mình chơi rất là ổn. Control cộng delete là chúng ta xóa nó đi. Thế làm thế nào để tạo ra được một cái joystick WASD như thế này và cái phần mouse di chuyển như thế này? Thì đối với cái phần mouse ấy thì các bạn ấn sử dụng control cộng nút M thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái khung mà để có thể di chuyển camera như thế này. Thì cái vị trí đặt cái khung này nhá, các bạn bấm vào cái khung này và các bạn kéo đến vị trí mà giống như mình đang đặt ở đây là đang là tối ưu nhất, bởi vì khu vực này nó sẽ không bị trùng với bất cứ một cái giao diện nào cả. Control cộng nút G là chúng ta sẽ tạo ra được một cái joystick ở đây. Thì cái lưu ý để đặt cái joystick này này thì các bạn hãy đặt nó vào phần đây. Để mình tắt cái phần này đi, mình tắt cái phần này đi. Đấy, chú ý nhé, đây là mình đặt đã chính giữa nó rồi, thì khi các bạn ấn di chuyển với cái ASD này nó sẽ di chuyển chính xác. Còn nếu mà các bạn đặt lệch ấy thì chúng ta sẽ di chuyển không được chính xác đâu. Ở trong cái tâm này, các bạn đặt cái phần joystick của bạn ấy, cái đặt hay cái phần tâm với cái ASD này, cái phần chính giữa nó nằm trùng với cái tâm đấy, thì khi các bạn sử dụng di chuyển ấy thì nó sẽ là chính xác nhất. Ok, đấy là một cái mẹo nhỏ nhỏ khi mà mình config thôi. Còn các nút thì các bạn cứ đặt từng cái button này vào từng cái ô mà layout ở đây. Chứ có một vấn đề nữa với phiên bản này là mình sử dụng nút chuột trái để mà ấn nút đánh ấy, thì ở trong cái mình khi sử dụng có lúc được lúc không, nên là mình khá là bực, nên là mình đã để nó thành nút Q cho nhanh. Khi mà các bạn ví dụ các bạn vào phần inventory đi, các bạn ấn nút option để chúng ta có thể tùy thay đổi như là trên máy tính thôi, nó sẽ chơi giống ít lúc máy tính, không vấn đề gì cả. Ok, như vậy là xong rồi. Các bạn chỉ cần quan tâm đến các phím tắt nên mình sẽ nói lại nhé. Control P để chúng ta mở cái bảng key mapping ra. Control N để chúng ta tạo ra một cái nút ấn đơn mới. Control G chúng ta sẽ tạo ra một cái joystick mà chúng ta chỉ dùng một Control G đặt ở phần di chuyển thôi. Và Control M là phần mouse. Control M thì các bạn để ở góc trên màn hình giống như mình đang để đây. Và như vậy là hết rồi. Còn layout thì mình có thể chia sẻ và để cho các bạn như ở đây, các bạn có thể thấy, các bạn có thể setup giống như mình, hoặc là các bạn tùy biến sao cho nó hợp lý. Ok. Và mong rằng video này có thể giúp các bạn chơi được những tựa game yêu thích của các bạn trên những chiếc MacBook M1 của chúng ta bằng chuột và bàn phím. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi thắc mắc gì hay là có yêu cầu gì nó hay ho thì đừng ngại ngùng để dưới phần bình luận của video này để mình có thể làm video để giúp đỡ các bạn. Và đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ kênh YouTube của bọn mình nhé. Hãy subscribe đi vì nó miễn phí. Giờ xin chào và hẹn gặp lại thôi. Bye.